Xin chào các bạn, chúng ta lại được gặp lại nhau trong top 5 chuyên mục giúp tổng hợp những lựa chọn smartphone theo các tiêu chí phân khúc giá. Và ở tuần này thì chúng ta cùng quay trở lại với phân khúc giá dưới 6 triệu đồng với những ứng cử viên mới và ngày càng hấp dẫn. Đầu tiên là Lumia 640 XL, một chiếc phablet giá rẻ của nhà sản xuất Microsoft được ra mắt và bán ra âm thầm. Với mức giá 4,6 triệu đồng, tuy nhiên lại có được nhiều trang bị cao cấp, thiết bị đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng công nghệ. Cụ thể, máy có màn hình IPS rộng 5,7 inch, độ phân giải HD cho khả năng hiển thị tốt. Lumia 640 XL sử dụng vi xử lý lõi tứ Snapdragon 400, xung nhịp 1,2 GHz, RAM 1GB và bộ nhớ trong 8GB, hỗ trợ khe cắm thẻ rời lên đến 128GB. Máy hỗ trợ camera chính là 13 megapixel và đèn flash trợ sáng cùng camera phụ là 5 megapixel. Đặc biệt, tuy là một sản phẩm giá rẻ, nhưng Microsoft vẫn trang bị cho máy ống kính Zeiss danh tiếng kèm phần mềm Lumia Camera 5 với khả năng chụp ảnh Rich Capture, quay phim chất lượng cao như các máy cao cấp Lumia 930, Lumia 1520. Sản phẩm có giá 4,6 triệu đồng được xem là sự thay thế hoàn hảo cho mẫu Lumia 1320 đã ngừng sản xuất từ lâu. Tuy chưa được ra mắt và bán ra chính thức, nhưng qua đường sách tay thì sản phẩm Zenfone 2 của Asus cũng đang rục rịch đến tay người dùng trong nước. Có rất nhiều phiên bản của Zenfone 2 từ cấu hình thấp đến cấu hình cao hay khác nhau về kích thước màn hình, thiết kế và chất liệu chứ không phải chỉ một phiên bản như Asus giới thiệu. Đơn cử như một mẫu có màn hình 5,5 inch, tốc độ phân giải 720p, tên mã là ZE550ML với RAM 2GB, ROM 16GB, chip xử lý Intel Atom 4 x tốc độ 1,8 GHz, camera 8 megapixel hay một bản Zenfone 2 5 inch, tên mã là ZE500CL có vi xử lý Intel Z2560 1,6 GHz, RAM 2GB, màn hình HD, camera 8 megapixel nên cấu hình khá tương đồng với mẫu Zenfone 5A500 đang bán trên thị trường. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất sử dụng vi xử lý Intel Atom lõi tứ Z3580, RAM 2GB hoặc 4GB, màn hình Full HD 5,5 inch, camera 13 megapixel, đèn flash dual tone có giá khoảng hơn 6 triệu đồng. Không thể không nhắc đến iPhone 5 Select, một thiết bị đang làm mưa làm gió trong tuần vừa qua. Với mức giá chỉ hơn 3 triệu đồng cho một cấu hình ổn, tương lai nâng cấp còn dài, thì iPhone 5 Select đang là một cách tốt nhất để đưa người dùng đến với những trải nghiệm tuyệt vời của iOS thay vì lựa chọn những chiếc smartphone Android giá rẻ với nhiều hạn chế. Sở dĩ có giá rẻ như vậy bởi mới đây một lượng hàng iPhone 5C khóa mạng từ Nhật tràn về Việt Nam. Đây là những sản phẩm còn mới và chủ cần jailbreak, sau đó dùng với SIM ghép là có thể hoạt động ở Việt Nam. Tuy vậy, máy vẫn còn một vài hạn chế như không truy cập được mã USSD như sao 101 thăng hay phải đổi đầu số cộng 84. Tuy nhiên, với mức giá hấp dẫn, người dùng sẵn sàng đánh đổi để sở hữu thiết bị này. Lenovo cũng là một nhà sản xuất chăm chỉ cho ra những thiết bị di động giá rẻ tại thị trường Việt Nam. Với giá cả hợp lý và ưu điểm là thời lượng pin vượt trội, Lenovo cũng có được một lượng người dùng ổn định tại thị trường Việt Nam. Và sản phẩm mới của hãng này đó chính là Lenovo A5000. Lenovo A5000 không chỉ sở hữu pin dung lượng cao mà cấu hình phần cứng còn lại cũng hấp dẫn không kém. Trên một mức giá không thể bình dân hơn, Lenovo A5000 được trang bị màn hình LCD 5 inch, dung sóc 4x, MediaTek 6582M, xung nhịp 1,3 GHz, kết hợp cùng RAM 1GB, ROM 8GB và khởi chạy trên nền tảng Android 4.4 KitKat khi bán ra. Máy có camera chính 8 megapixel kèm đèn LED flash trợ sáng, camera phụ 2 megapixel và pin chuẩn LiPo dung lượng 4000 mAh. Máy có giá bán đề xuất là 2,9 triệu đồng nhưng người dùng có thể mua được với giá chỉ 2,6 triệu đồng từ các đại lý bán lẻ. Mặc dù là đã tuyên bố sẽ không tập trung vào phân khúc điện thoại giá rẻ, tuy nhiên thì với sản phẩm Xperia E4, Sony đang chứng tỏ điều ngược lại. Đây là chiếc điện thoại tốt với giá cả hợp lý nhất từ trước đến nay của Sony. Về thiết kế, Xperia E4 không còn trung thành với ngôn ngữ Omni Balance mà thay vào đó, máy được bo tròn từ mặt lưng cho tới viền màn hình. Nhằm tạo nét thời trang, trẻ trung cho chiếc máy, Sony đã thiết kế viền màn hình khá mỏng và nằm gọn hơn so với phần mặt lưng bo tròn của Xperia E4. Xperia E4 được trang bị màn hình LCD IPS 5 inch, độ phân giải QHD 540x960px, tích hợp vi xử lý lõi tứ MediaTek 1,3 GHz, RAM 1GB đi kèm công nghệ Dynamic Memory, tự động tối ưu lượng bộ nhớ tạm sử dụng trong các phần mềm. Camera chính ở mặt sau 5 megapixel, hỗ trợ đèn flash, camera phụ ở mặt trước là 2 megapixel. Giá bán của E4 chính hãng vào khoảng 2,9 triệu đồng, thấp hơn 300.000 đồng so với giá đề xuất. Vừa rồi thì mình vừa giúp các bạn tổng hợp top 5 những chiếc smartphone mới lên kệ tại thị trường Việt Nam tháng 4 này. Không biết rằng các bạn đã có sự lựa chọn nào của riêng mình chưa? Mình thì đang phân vân giữa Lumia 640 XL và iPhone 5C. Không biết rằng nên lựa chọn chiếc máy nào đây?
Mong rằng top 5 ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn những sự lựa chọn hợp lý nhất. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin lần sau.